cho các bạn mình nè, cho mình một đăng ký, một like nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Hôm nay thì rất là nhiều mặt nạ bình dân luôn. Cái này mình mua ở trên Shopee, Shopmall, Socialab gì đó. Thì nó mình đọc tiếng Anh cũng như tiếng Việt, các bạn thông cảm ha. Cái này có Arium mà người ta giống như hàng cận đát đó các bạn, người ta khuyến mãi, có nghĩa là tháng còn 2 3 tháng nữa nó hết đát thì các họ khuyến mãi là khoảng còn có 10 10.000 và 11.000 thôi. Thì mình thấy ngon quá mình bút một đống mà mình về xài ha. Còn cái này là 23 year, không biết là hãng nào luôn. Thấy cũng rẻ, một cái miếng này bán thường ngày là 80 ngàn nhưng xe xuống còn 12 ngàn bạn. Rồi cái này á, mình mua bên Hàn Quốc nè. Cái này bên Hàn Quốc á, nó là loại gì á, Hot Story, lúc đó mình mua có 7 ngàn mấy à. Thấy quá rẻ luôn nên mình mua thử. Còn cái này là Paracio, cũng là cái hiệu lạ quắc à. Thì mình cũng mua những cái hiệu lạ lạ về mình xài thử coi, tại vì ít khi có ai review những cái hiệu như thế này hết. Thì bây giờ thì mình vô từng loại ha, tại vì nó nhiều quá, nếu mà mình so sánh một lần mình banh ra chành bành 4 cái vậy thì cũng khó. Thì bây giờ cái hãng này là Arium nè các bạn, cái hãng này thì nó nổi tiếng rồi, tại vì nhiều, nó phổ thông rồi các bạn, có một số cửa hàng ta nhập về ta bán cũng khá là nhiều. Và các bạn cũng đã biết tới cái hãng này ha. Thì cái mặt nạ này cũng đắt lắm các bạn, một miếng như thế này á, nó rất là, nó cũng mấy chục ngàn á, thì nó cũng ngang với Face Shop với Innisfree đó nha, chứ nó cũng không rẻ đâu. Và nó có nhiều dòng lắm. Thì cái này là dòng phổ thông nhất, cái là dòng dưa hấu và dòng hoa sen. Thì mình thấy dòng hoa sen này đa số là cấp ẩm, và dưa hấu là cấp ẩm, và cái mùa hè nóng nực á, thì các bạn nên xài những mặt nạ cấp ẩm này là rất là tốt. Mình là da dầu và da khô thì cũng đều cần xài hết, tại da dầu nó vậy, chứ một ngày cái gương mặt nó cũng phải có cấp ẩm, nếu không cái da nó sẽ không có khỏe đâu các bạn. Đây thì cái mặt nạ này á, nó có mặt nạ dưa hấu thì mắc hơn mặt nạ bông sen nha các bạn. Mặt nạ dưa hấu thì 10 11 ngàn mấy, gần 12 ngàn. Thì chất liệu mặt nạ nó khá là ngon. Và cái mát nó rất là mỏng. Cái này mình mua chính hãng các bạn, của cái shop Mon á. Đây shop này nó cũng giống như là Watson hoặc là Skin Food đó các bạn, thì nó bán cũng Thế Giới Skin Food thì nó bán cũng rất là ổn áp đó, Hasaki gì đó các bạn đó. Thì mình cũng thường hay mua như thế này. Thì cái mặt nạ nó rất là mỏng đó các bạn. Nó giống như là dạng cellulose các bạn, thì nó ôm sát da mặt và nó giúp cho bản thân của mình thoải mái, không nặng mặt. Thứ hai là cái tinh chất nó thẩm thấu rất là nhanh và nó lâu lắm, và khi mà nó khô á, thì các bạn sẽ không có cảm giác giống như là nó khô cái miếng da là của da mặt nạ không có khầm khô da, nó không có hút ẩm ngược lại á, nó được cách là khóa ẩm á. Thì cái mặt nạ này mình thấy rất là ổn áp nha, và nó thơm, cái mùi dưa hấu cực kỳ luôn. Các bạn rất là giống như là được một cái sự chill trong mùa hè vậy đó, thì các bạn nên mua nếu mà thấy giá nó sale thật sự. Mình thấy hàng cận đát chứ nó cũng xài ổn các bạn, vì nó cũng chưa hết đát mà. Và cũng cùng hãng thì cái mặt nạ bông sen này nó thơm lắm các bạn, thơm mùi hoa sen luôn á. Rồi các bạn mà nghe bài một đá liên hoa ba đắp cái này là đúng bài luôn á. Thì cái chất mặt nạ nó cũng na ná nhau à, nhưng mà cái kia thì nó hơi mùi dưa hấu, cái này lại hơi mùi bông sen. Cái này thì giống như cellulose rất là mỏng, nhưng cái này thì nó là cô tông nha các bạn, nó lại là cô tông, cũng hơi lạ ha, tại vì nó là cô tông. Các bạn sẽ thấy nó khác với nhau như thế nào. À hôm nay thì các bạn sẽ nhìn hai miếng mặt nạ nó sẽ khác nhau thế này ha. Đây cái miếng mặt nạ cô tông nó rất là mỏng luôn, mình nãy giờ mình mở hơi mạnh mà mình nghe rẹt rẹt rồi. Còn cái miếng mặt nạ cellulose nó sẽ như thế này, các bạn sẽ thấy thấy nó khác nhau chỗ nào không các bạn. Đó các bạn thấy ở đây nó có cái vân không, nó giống như là vân giấy nha. À, còn cái này nó trong veo à, nó giống như gel đó, nó không có vân giấy nha các bạn. Đó ở đây nó không có vân giấy, nó trong veo đó, nó các bạn thấy nó giống như là một đó, không biết nói sao, nó giống như là vải không dệt. Còn cái này á, là nó giống như vân giấy vậy đó, nó là đó, nó giống như vân giấy. Các bạn sẽ thấy nó khác nhau, tuy là nhìn nó na ná nhưng mà một cái thì nó veo, còn một cái thì nó có lớp kết cấu là dọc dọc ngang ngang, dọc dọc ngang ngang nè. Đó thì đây là hai loại, hai chất liệu mặt nạ là mặt nạ giấy và mặt nạ cellulose mà cả các hãng mặt nạ bây giờ rất là thích xài. Còn có một dạng nữa đó là tem cell hoặc là lụa. À, mình cũng đã giới thiệu một số nhiều lắm rồi trong các clip khác rồi, các bạn dễ phân biệt. Thì mỗi một cái chất liệu mặt nạ như vậy á, thì nó sẽ có cái công dụng khác nhau. Ví dụ bằng giấy á, thì thứ nhất là nó dễ rẻ, nhưng mà nó cái lượng tinh chất nó thấm vào da mặt cũng chỉ khoảng 70-80% thôi. Còn cellulose thì nó có thể thấm 90%. Và một cái mặt nạ mà nó thấm 100% tinh chất vào mặt
thì mình sẽ giới thiệu cái loại chất đó sau ha. Bây giờ nó có rất là nhiều cái chất liệu là mặt nạ khác nhau. Rồi bây giờ mình sẽ để của em, và em này á, giá thành rất là ổn nha các bạn. Thứ nhất là nó cái hiệu này nó khá là phổ biến, các bạn sẽ yên tâm. Thứ hai nữa là cái mặt nạ này á, nó rất là dễ tìm và nó sale thì nó khá là hợp túi tiền, 11 10 ngàn mấy và 11 ngàn mấy, coi như là 11 12 ngàn đi, thì nó khá là hợp giá tiền học sinh sinh viên. Và khi đắp thì cái dưỡng chất của nó rất là nhiều và các bạn sẽ cảm nhận làn da mình thay đổi liền. Và mùa hè là mùa để cấp ẩm, các bạn nên mua hai loại hoa sen và cái dưa hấu này ha. Rồi mình xin qua cái mặt nạ khác nha. Và thứ hai mặt nạ mình mới giới thiệu với các bạn là hai spa year. Cái mặt nạ này cũng lạ, nó tròn ngu như cái trứng nữa. Đây thì cái này á, một cái miếng này hồi trước bán 80 ngàn nhưng bây giờ nó sale xuống còn 12 với 23 ngàn. Thì tôi để mình giới thiệu một cái ha, cái mặt nạ này rất là lạ luôn. Nếu bạn nào cảm thấy một ngày nó quá nhiều, nói chuyện quá nhiều á, và mình cảm thấy giống như là mình bị cạn năng lượng, cạn mana ha, các bạn chỉ muốn ngồi im ru á, thì các bạn nên xài cái loại mặt nạ này. Và nhưng mà tại vì cái mình hay tí li á, mình không thể nào mà chịu nổi việc ngồi im ru á, thì các bạn có thể đắp cái mặt nạ này để có thể cảnh tỉnh mình là mình nên im luôn đi, tại vì nó không có cái miệng. Cái mặt nạ này là cái mặt nạ đầu tiên mà mình thấy nó đắp rất là ngon luôn, đắp trong sự im lặng. Nó có rất thích hợp dùng trong spa, tại vì spa là nơi mình không có thích nói nhiều, thì cái mặt nạ nó xanh lè xoét là như nó là rong biển các bạn. Trời ơi, cái mùi của nó, mùi rong biển nó nồng nặc luôn á. Đây là mùi rong biển tươi nha các bạn, cho nên thứ nhất là nó không có thơm, nó không có thơm lắm, tại vì nó là mùi rong biển tươi mà các bạn. Nó cũng không quá hắc cái bình thường. Thứ hai là nó không có miệng nha các bạn. Đây nó không hề có miệng. Đây để mình lấy cái đĩa đây. Đây nó không có miệng đây. Đây mà nó xanh lè xanh lét như là rau má vậy. Nó không có cái miệng. Nếu bạn nào cảm thấy rằng trời ơi mình một ngày nói quá nhiều rồi, nó muốn tĩnh tâm á, thì mình có thể mua cái mặt nạ này. Đó các bạn thấy không? Đây là hai con mắt, cái lỗ mũi nè các bạn. Đó, cái lỗ mũi. Đây là cái lỗ mũi đó các bạn, cái lỗ mũi để cho mình thở chứ trời ơi nó không có khoét hai cái lỗ này là mình đi cũng đi luôn á. Còn cái này là không có miệng nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nó không có miệng. Nên nếu mà các bạn nào muốn tĩnh tâm mà vẫn muốn đắp mặt nạ mà giống như để cho người khác nhìn vô là biết là tôi đang tĩnh tâm đó, thì mua cái này về đi ha, nó không có miệng làm sao trả lời. Đó, có thể im lặng trong vòng 15 phút hoàn toàn luôn. Đây là cái mặt nạ rất là ngộ nha các bạn ha, các bạn có thể tham khảo. Và cái dòng mặt nạ này hình như nó không có miệng không? Để mình xé luôn cái miếng này các bạn nha. Ây, nó trơn quá, các bạn đợi chút xíu. Tại tay của mình nó dính tinh chất á các bạn, cho nên nó trơn quá, nó không có mở được. Đây hình như cái hai ba dia này mình không biết nó còn ở Việt Nam không, tại vì mình mua nó cũng lâu rồi, nên cái mặt nạ này thì nó lại không xanh lè lét. Cái mặt nạ này nó là mặt nạ tơ tằm, nó đúng nghĩa tơ tằm luôn các bạn. Nó khá là dẻo dẻo, nó như là cái bánh. Các bạn nào đã đi ăn bánh tráng bò sữa thì các bạn ở Long Thành thì các bạn sẽ biết cái loại này, nó là bánh tráng sữa đó các bạn, bánh tráng tuổi thơ đó. Đó, nó không có miệng luôn các bạn. Đó, đây mình sẽ banh trội và nó khá là trơn các bạn. Đó, đây là hai con mắt. Đấy, hai con mắt nè các bạn. Đó, đây là cái lỗ mũi và ở dưới là không có miệng luôn, để tịnh khẩu đó, các bạn. Đó, bây giờ là rất là trend về việc tịnh khẩu. Nên đắp cái mặt nạ này là mặt nạ tịnh khẩu luôn các bạn ha. Rồi, cái dòng mặt nạ 23 year này nó hoàn toàn không có miệng các bạn. Đó, rất là lạ ha, các bạn có thể tham khảo dòng này nếu mà muốn tĩnh tâm hoàn toàn luôn ha. Rồi tiếp mà dòng mặt nạ này thì có 7.000 mấy, khá là rẻ. Dòng mặt nạ tĩnh tâm tĩnh tĩnh khẩu á, thì mình có thể nói với các bạn là nó đắp khá là phê nha, nhưng mà trong vòng 15 phút các bạn sẽ có cảm giác hơi bị áp bức nếu các bạn nói nhiều quá, lúc đó các bạn không thể trả lời cuộc gọi. Nói chung là các bạn sẽ không thể nào trả lời cuộc gọi, không thể nào nghe máy hay nói chuyện, cho nên các bạn có thể cân nhắc ha. Nếu mà muốn nói chuyện mà khi đang đắp mặt nạ cái mình vén hết nguyên mặt nạ vén lên luôn à, mình mới nói chuyện được nha. Cho nên trong 15 phút đó các bạn sẽ im lặng hoàn toàn luôn, đúng nghĩa. Cho nên các bạn có thể cân nhắc, có thể đắp thử ha, để trải nghiệm mặt nạ tĩnh tâm ha. À, mà tên nó không phải Hamba Gia nha các bạn. Đây cái này thì cái khá là hot story nè, mình mua có 7.000 mấy ở Hàn Quốc à, ship từ bển qua luôn. Bây giờ trên Shopee có những cái shop nước ngoài, nó không có phải ở Trung Quốc mà nó có Indo, Malai và cả Hàn Quốc, cho nên các bạn có thể coi xuất xứ của cái shop đó ở đâu và các bạn muốn mua sản phẩm nào thì có thể mua ship từ bển qua. Thì ship của Hàn Quốc qua khoảng 35 ngàn, nhưng mà trong những đợt siêu sale á thì họ có thể free ship luôn,
nên các bạn có thể đợi vào những cái ngày mà ngày trùng với tháng á, những ngày siêu sale thì các bạn sẽ được miễn ship ở những cái shop xa đó. Thì cái mặt nạ này á, nó có 7.000 mấy thì mình cũng không có hy vọng nhiều, nhưng mà khi mình nhận thì mình mới phát hiện rằng ồ nó rất là đã luôn các bạn. Thật ra cái mặt nạ này nó ngon tầm ngang tầm giá của cỡ 20-30 ngàn đó, nên không phải là mình khen nó nha, tại vì cái hãng này nó rất là lạ luôn á, nó chưa có ở Việt Nam nhiều. À đây cái mặt nạ đó, đây là cái chất mặt nạ mà mình nói dạo này có thể thấm hút lên tới 100% các bạn, nhiều bạn YouTuber đã nói như vậy á. Thì mình không mình khi mình trải nghiệm nhiều mặt nạ thì mình thấy cái loại mà nó mỏng dính thế này nè, nó phải có một cái lớp phim nhựa để mà nó cố định, chứ nếu không các bạn khó mà dàn trải trên mặt được đó. Nó rất là mỏng luôn, nó mỏng lắm luôn nha, khi đắp đó, các bạn có thể thấy da mặt của mình luôn, mà trong khi đó các bạn thấy không, nó rất là mỏng, nếu không có miếng phim nhựa này làm sao các bạn đắp được, nó mỏng mà nó trơn nữa. Ồ và nó thấm hút rất là nhanh, trong vòng 15 phút là nó đúng 15-20 phút là nó sẽ khô lại và nó sẽ bong ra, chứ nó không có dính sát vô mặt khiến cho các bạn khó chịu khi mà sử dụng ha. Đó cái loại này là sẽ thấm hút rất là nhanh và tinh chất sẽ đưa vào da mặt mình khá là nhiều và hầu như là 100% á. Thì một miếng mặt nạ này nó ba nó 23 ml thì nó sẽ có 23 ml vào cái da mặt của mình ha, và nó đắp rất là phơi, mùi của nó không có nha, siêu siêu nhẹ, hửi hửi thích mới thấy được nha. Thì các bạn có thể mua cái loại này để mà trải nghiệm, quá rẻ luôn ha. Bây giờ mình không biết nó còn sale không nè, nếu mà các bạn thấy cái hãng này mà nó sale các bạn quất liền đi, tại vì mình thấy 7.000 mấy mà nó tương tự như 20.000 vậy đó. À, rồi mình xin qua cái mặt nạ tiếp theo nha, đây là mặt nạ cuối cùng và mình giới thiệu đó là Paracio. Cái dòng này lạ quơ là quắc rồi các bạn, mình cũng mua về đắp thử thì mình mua có le que vài em thôi, cho nên mình cũng không có nói được nhiều, tại vì dòng này mình đắp mình không có thấy phơi các bạn ơi, tại vì cái dòng mặt nạ này mình đắp mình không có thấy phơi tí nào nha. Thì mình không biết cái mặt nạ nó bị cái gì á, nó đen thùi lùi nè, mình sợ quá. À, khi mình nhận thì nó là như vậy các bạn, nên mình không biết là do mình mua hải hàng fake hay sao á, và nó không có nước gì hết, nó khô queo à, hay là mình mua hàng cận đát hay là bị lừa đảo thì mình cũng không biết nữa. Cho nên nếu nói về dòng này mình nói có cái gì để nói với các bạn thì mình thật sự là không có biết là có nên 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 nên, nên thôi. Mà cái này mình cũng thấy là thứ nhất á, là bây giờ á, mình cũng đắp 3 miếng rồi, cái mặt của mình thì nó không có bị phá hủy gì đâu các bạn, nó cái mặt của mình nó vẫn bình thường, nó không có phải là mụn tè le gì đâu các bạn, nó rất là bình thường. Nhưng mà thứ nhất là mình thấy cái mấy cái màu nó hơi sợ sợ à, thứ mà cái miếng nào cái màu nó cũng vậy nha, chứ không phải là cái miếng này là đâu ba cái miếng kia màu cũng dạng khè vậy nè. Thứ hai á, là cái chất liệu này nó khá là nó là nó khá là nặng mặt các bạn, nó không có mỏng cũng không có nhẹ, nó khá là nặng mặt, mà nó là vải cô tông á, chứ cái này là vải không dệt, gọi là vải cô tông á, à, chứ nó không phải bằng giấy nha các bạn. Đó nó giấy thì mình ré một cái nó đứt rồi, cái này nó là vải không dệt nha các bạn. Thứ hai nữa là cái mùi của em này nó ngộ quá à. Mình không có thích cái mùi này, mình cũng hơi bị dị ứng về mùi một chút, tại cái mùi nào mà nó cho dù nó nồng nhưng mà nó hạp á, thì mình ngửi được, chứ cái mùi mà nó ngộ ngộ không biết mình giải thích làm sao nữa. Thì cái này thì mình không có muốn thử lại ha, và mình cũng không phải chê cái hãng nào đâu, có thể là mình mua phải hàng đểểu rồi. Các bạn nào mà đã xài qua cái hãng này thì cho mình cái comment nha, tại thật sự mình cũng thấy bốn cái miếng mặt nạ đều như vậy, hơi sợ sợ. Thì cảm ơn các bạn đã xem clip của mình ha, tới đây là hết rồi. Thì các bạn có thể chọn được cái mặt nạ bình dân nào hoặc ngộ ngộ nào á, thì các bạn có thể cũng comment cho mình biết nha. Cảm ơn các bạn, tại kênh của mình cũng gần 1.000 sub rồi, mong các bạn đăng ký và share nha.